Dành cho những bạn nào không biết cái thông tin mới nhất thì hôm nay sẽ có rất là nhiều điểm bùng nổ luôn. Đầu tiên là cái mini game chiếc siêu xe VVIP 500.000 được nhà tài trợ tên là Tam Thái Tử tài trợ cho kênh của mình, mở và phát giải cho mọi người. Và hôm nay cách thức tham gia dành cho những bạn nào mà hôm qua không có xem video và những bạn nào mà không xem được cái đoạn này á, thì nhớ truyền đạt lại cho những bạn bè của mình nha, để mà cùng nhau biết được là hiện tại anh Thịnh Zuka đang mở một cái mini game tặng xe 500.000. Vào ngày 28 là mình sẽ phát cái giải xe này nha mọi người. Rồi cái link tham gia sự kiện á thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Nói chung là các bạn sẽ vào Facebook của mình. Đầu tiên là nhớ đăng ký kênh của mình nè, like clip nè. Hôm nay thì mình sẽ mở tới 2 cái mini game luôn. Đây là cái mini game chung và lớn nhất từ trước đến nay luôn, chiếc xe 500.000. Hiện tại bạn nào mà chưa tham gia thì nhớ vào Facebook của mình. Cái bài viết đầu tiên mình đã ghim luôn. Đây các bạn coi. Đầu tiên là các bạn bấm đăng ký kênh nè. Thứ hai là các bạn vào trong kênh TikTok của mình, các bạn lấy dấu cộng. Thứ ba là các bạn like bài viết Facebook này của mình, like, chia sẻ và các bạn comment xuống ID nhân vật của mọi người. Thời gian từ ngày 25 đến ngày 28 là mình sẽ chốt kèo và mình phát chiếc giải xe 500k này. Hy vọng là những bạn xem kênh của mình sẽ có một bạn cực kỳ may mắn trúng luôn. Hiện tại thì có 1.000 bạn đang tham gia nha các bạn ha. 1.001 bạn tham gia rồi. Ok, 1.001 bạn tham gia rồi. Và mình sẽ để cái link này dưới phần mô tả video này nha. Wow, siêu một ngày cực kỳ may mắn với mình các bạn ơi. Một ngày rất là may mắn với mình luôn. Rồi, thấy như vậy là các bạn hiểu là hôm nay là có cái chủ đề và nội dung gì rồi đúng không? Hôm nay cực kỳ may mắn đối với mình luôn. Và các bạn biết cái tin gì không? Tụi mình sẽ cưỡi rồng bay ra ngoài biển, cưỡi rồng đi săn bọ, cưỡi rồng đi đập đá và cưỡi rồng để đi nhặt nguyên liệu nha. Bay chứ không có phải là ngồi trên con rồng, các bạn lưu ý nha. Lần này thì tụi mình không còn bay ngồi trên lưng rồng để mà đi lung tung đó các bạn. Đây ví dụ như là đây mọi người thấy mình đang có một cái con này không? Đấy, thì cái con này á nó chỉ khiến cho mình á là phải cưỡi trên lưng của nó thôi. Còn những con rồng sắp tới đây tụi mình sẽ ngồi trên lưng và bay trên cao, và những con rồng mới này sẽ có những cái kỹ năng hoàn toàn đẹp luôn. Ôi, mình thấy có một bạn FTZ này mọi người. Rồi, thì mình sẽ ưu tiên kết với các bạn với lại các bạn FTZ này nha. Rồi, ok. Nhớ xem kỹ cái clip ngày hôm nay của mình nữa nha. Quá đã luôn. Ui, lại nó nữa mọi người ơi. Thì cái khúc này á là mình đang quay video, cho nên á là bây giờ lỡ rồi đang quay mà gặp nó thì không bắt thì cũng không được. Nhưng mà đi bắt bộ mà với cái tình hình như thế này thì mình đố các bạn có bắt được hay không? Các bạn cho mình một cái câu trả lời chính xác đi. Với cái tình hình như thế này thì mình có bắt được bọ hay không mọi người? Với cái độ hình trời đất ơi em ơi, anh thề là anh không thấy con bướm. Anh thề là anh không thấy con bướm luôn. Siêu các bạn ơi, siêu. Đó, thì mình chỉ ví dụ thôi. Cái này là mình diễn các bạn, cái này là mình diễn nha. Mình thả con bọ ở trong ba lô của mình ra, xong rồi cái mình diễn cho các bạn coi thôi. Đấy, hồi nãy giờ là mình diễn nha mọi người. Mình chỉ diễn thôi chứ không phải là thiệt nha. Giỡn các bạn chứ. Tự dưng mình đang quay cái clip chưa tới cái phần mà thử thách bắt bọ luôn thì đã gặp được một em bướm thay ma trong này rồi. Nói chung là quá hên các bạn ơi, quá dữ luôn. Trời đất ơi. Rồi ok, hôm nay thì ở trên cái phần cửa hàng á thì sẽ có một cái gói tên là cô gái hoa tulip. Hôm bữa thì mình có review cái gói này rồi. Tổng cộng là 1 nè, 2 nè và 3 nè. Rồi, và cái mini game đang diễn ra lớn nhất đó chính là cái mini game xe 500.000. Xe 500.000 nha, cái chiếc xe này nè mọi người, chiếc xe VVIP nha. Rồi đó, cái chiếc xe 500.000 này hiện tại là mình đang mở cái giải này. Vào ngày 28 là mình sẽ phát cái giải này cho các bạn. Và cách thức để mà tham gia nhận chiếc xe này thì mình sẽ nói trên video này một lần nữa nha. Còn riêng hôm nay mình tặng cho các bạn một cái mini game. Thì cái mini game cái xe hồi nãy á, là của một cái nhà tài trợ giấu tên nha các bạn. Tên là Tam Thái Tử luôn đi. Tên là Tam Thái Tử tài trợ cho mình để mở giải làm mini game tặng cái xe 500.000 cho mọi người. Thì 28 mình phát giải. Còn cái mini game này là mình bỏ tiền túi của tôi ra tôi mở giải cho mọi người nha. Đặc biệt là mình sẽ mở giải với các bạn nữ thì mình sẽ ưu tiên các bạn nữ hơn, tại vì các bạn nam đợt này không có đồ mà sao ưu tiên được đúng không? Rồi 3 gói trang phục này dành cho cả nam và nữ luôn. Bạn nào đăng ký kênh của mình nè, like clip này của mình nữa và các bạn comment xuống ID nhân vật của mọi người và các bạn chọn ra cho mình một trong 3 bộ này nha, nhớ nha. Các bạn ơi, ai đỡ mình vậy? Cái thông tin này nó làm cho mình phải gọi là cả đêm mình mất ngủ với nó luôn. Cụ thể là sẽ có những cái con rồng mới sắp tới. Và đây chính là một cái sự kiện collab hợp tác với lại hình như là Dragon Violet, Violet Collection nha mọi người. Hợp tác với lại bên cái nhãn là cô cái gì ta? Cái gì mình quên mất tiêu rồi mọi người. À, Dragon Violet Collection đó. Thì bên cái trò chơi đó nó sẽ có rất là nhiều con rồng luôn. đó, thì admin của tụi mình á, đã hợp tác với bên họ và đem những cái con rồng đó vào trong game của tụi mình. Cụ thể hiện tại là có 4 con rồng trước cái màn hình của mọi người: rồng băng, con rồng màu vàng này, rồng màu hồng này và con rồng màu đen. Thì 4 con này mỗi con nó sẽ có mỗi cái đặc điểm và đặc tính khác nhau, nó sẽ có mỗi cái hiệu ứng khác nhau nha. Và làm thế nào để sở hữu được nó và cách nâng cấp nó như thế nào thì xem kỹ clip này của mình nè. Rồng sau khi mà các bạn nâng cấp full lên á, thì nó sẽ có trang phục nè và mọc một cái đôi cánh trên lưng rất là to luôn. Vì thế nó giúp chở các bạn bay lên được nha, giúp chở các bạn bay lên được những hòn đảo, bay lên được trên biển luôn. Còn câu được hay không thì cái thông tin này vẫn chưa rõ nha mọi người. Chiều nay thì sẽ có thông tin chính xác về những cái con rồng này. Thì mình có ví dụ cho các bạn xem được một cái con rồng nhỏ như thế này. Đây là con rồng vàng khi mà nó ở cái level mặc định nha. Thì nó sẽ bé như thế này. Nhìn hình hài của nó thì các bạn không thấy có gì đặc biệt đúng không? Nhưng không, bắt buộc các bạn phải làm điều này cho mình. Em sẽ cho các bạn một số loại thuốc liên quan đến những cái con rồng này. Những cái loại thuốc và hiệu ứng mới này khi mà các bạn sở hữu và các bạn cho cái con rồng của mọi người ăn ấy, thì nó sẽ to ra, có hiệu ứng, đồng thời sẽ giúp cho cái súp nó chở các bạn bay lên được nha. Như mình nghĩ thì con rồng nào cũng đẹp hết mọi người. Con rồng nào cũng đẹp hết. Rồi, tiếp theo nữa đó chính là về cái cần câu thằng long. Thì theo như mình được biết thì cần câu thằng long đợt này á, nó có màu sắc là màu trắng và màu vàng. Nó đi chung với lại cái con rồng này luôn nha mọi người ha. Nó sẽ nằm một bộ chung với lại con rồng này luôn. Nếu như mà đã có cần câu thằng long rồi thì chắc có thể là sẽ có cần câu băng nè, cần câu bóng đêm nè. Tại vì nó liên quan đến những con rồng mà. Ui, nói tới thôi là tôi thấy nhói nhói thận các bạn. Nhói thận lắm. Mày hả mưởi. Rồi, thử thách trong vòng 1 đến 2 tiếng mình sẽ được bao nhiêu bỏ tím. Và đây có lẽ là cái hành trình content thử thách. Cái gì vậy trời? Tính. Ô là trời thề. Mới xảy cái con bọ bạc bên kia. Từ từ. Mình xoay lưng qua bên đây thì mình gặp luôn con ếch banana luôn mọi người. Úi trời ơi hên thế nhờ. Thì đây là cái content, là cái thử thách mà rất là nhiều bạn thích mình làm luôn. Với lại thì các bạn biết mình mà, mình nhân phẩm lắm, mình bắt bỏ nó nhân phẩm lắm mọi người. Toàn ra bỏ tím. Mày ê, từ từ tôi xoay lưng cái mọi người ơi. Bắt con này không có giỡn nha, giỡn là đi mất tiêu luôn á, sắp hết giờ rồi. Mày hả bưởi. Ui mắc mũ nhưng mà không sao. Rồi, mở bát cho cái hành trình content thử thách ngày hôm nay. Trong vòng 2 tiếng thì mình sẽ bắt được bao nhiêu bọ hiếm nha. Thì mình đã dậy rất là sớm để mà làm cái video này cho các bạn coi. Nên là những bạn nào mà xem được tới đây rồi, biết mình khổ cực như vậy thì đừng ngại gì mà tiếc gì mà cho mình một like, một đăng ký kênh nha mọi người. Rồi thì mình cũng nhả vía luôn cho những bạn mới chơi game không bắt được những con bọ tím giống như mình nha. Get go mọi người ơi, hành trình tiếp tục nha. Ây da. Mày hả Bưởi? À, mình tưởng con gì xịn lắm. Mày á, mày báo lắm á, mày có 200 tiền. Mày có 200 tiền sao thôi. 205. Sorry 205. Ui, à, trời ơi. Cái chỗ này là cái chỗ mà chuyên gia, cái con mạch John này nó xuất hiện. Mày hả Bưởi, tao bắt tao bán mày luôn nè, 210 nè. Mọi người ơi, mọi người có thấy cái mình đang thấy không mọi người? Eo ơi, 200 tiền sao của mình nó đang bay lơ lửng kìa, mọi người có thấy không? Mọi người có thấy 200 tiền sao của mình đang bay lơ lửng không mọi người? Trời đất ơi, thiệt luôn, mình thề với các bạn là mình không nói xạo. Ê, mình không nói xạo các bạn luôn, là mình cấm ở trong cái map thị trấn này nó rất là nhiều ngày luôn. Nhưng mà mình chưa từng thấy cái cánh của con nữ hoàng nó ra sao luôn mọi người. Bướm phượng chim nè, bướm tím nè thì mình còn bắt được, mình quay clip cho các bạn xem highlight đúng không? Đó, nhưng riêng cái con nữ hoàng nó là một cái con bướm mà bữa giờ mình không thấy luôn thiệt. Thề mình không thấy nó luôn á. Cái con nữ hoàng hình như là nó giảm tỷ lệ xuất hiện hay làm sao mọi người. Nói chung thì wow, 200 tiền sao. Đây. Mình cho những bạn hôm bữa có bạn hỏi mình là anh Thịnh ơi, cái con mượm lá nó xuất hiện ở đâu với lại thì nó như thế nào, thì đây nè em ơi. Em coi nè. Từ từ mọi người, từ từ. Ấy à. Đây nè mọi người, con mượm lá nó như thế này nè nha. Đó, thì nó giống mấy cái con châu chấu thường, bọ thường lắm, nên là các bạn phải phân biệt. Thứ nhất là nó to hơn một tí, thứ hai là nó nhảy rất là xa luôn. Và nó chỉ xuất hiện ở chỗ cái fixing hoặc là dưới đây thôi nha. Đây là hai vị trí thường xuyên xuất hiện nè. À, ui, thấy cái mình đang thấy không? Ui, nhìn đẹp trai thế nhờ. Bà lem. Bánh sô-cô-la của mình đó mọi người. Ngày xưa là cái mũ bảo hiểm của mình, nhưng mà bây giờ nó giống như cái bánh sô-cô-la đó mọi người. Rắc thêm mấy cái hạt gì đó lên nữa kìa, hạt màu lên kìa. Mày, tới công chuyện mày tao rồi. Ê. À, hết giờ what the hell, hết giờ mọi người ơi. Mình chủ quan, mình không có xem đồng hồ. Rồi làm lại nha mọi người, làm lại nha. À, rồi một em cậu vòng nha. Thì một cái kinh nghiệm nữa mình muốn chia sẻ cho mọi người luôn. Thì trong quá trình mà các bạn bắt á, các bạn nhớ bật cái đồng hồ lên các bạn xem nha. Ví dụ như mà mình biết được á, nó chỉ còn 1 phút để mà mình bắt được nó thôi á, 1 phút nữa nó sẽ bay, nó sẽ mất nha. Thì mình sẽ cố gắng mình đi làm sao cho nó nhanh hơn. Đó, nói chung đơn giản như vậy thôi. Chứ thật sự là bữa giờ mình đi nó cứ chậm chậm á mọi người. Mình cũng chủ quan quá nên là bị xảy mất cái con ếch yêu tinh rồi. Nhưng không sao, mình hứa hôm nay mình sẽ làm lại. Và mình sẽ bắt nhiều hơn như vậy nữa. Mình hứa 100% luôn. Các bạn cứ yên tâm đi, tin vào cái kỹ năng của mình đi mọi người. Ai chứ Thịnh thì uy tín luôn. Mày hả bưởi 218. Bảo quản nha mọi người. Hôm sau thì mình sẽ tổng hợp một cái clip mình bán chung nói với lại những con bọ màu đèn xanh dương. Bây giờ mình để dành luôn. Rồi, vừa bắt xong một con ở trên kia. Thì xuống đây mình gặp thêm một con cũng 200 tiền sao nữa. Mình nói rồi, mấy con này thì mình vẫn bắt luôn nha mọi người, mình không bỏ nha. Tại vì mình đang cày tiền á, cho nên là bắt mày cho mình lên sóng luôn. Bán 202. Wow. Mày, một con nữa nha mọi người, một con nữa. Con này cũng 200 tiền sao luôn. Mọi người thông cảm nha. Tuy nó hơi cùi nhưng mà nó có giá trị về mặt kinh tế nha mọi người. Tuy nó hơi cùi nhưng mà nó có giá trị. Lỡ mà nó có mũ á thì nó được 500 á, thấy chưa? Nếu như mà nó có mũ nó được 500 á. Wow, cay thề cay. Nhắc tới con này mình cay quải trưởng luôn anh em. Nó nè, kỳ đà nè, thằng lằn cổ diêm nè, con lưỡi xanh này nữa là 3 con mà mình đã bắt rất là nhiều rồi. Kỳ đà thì hơi ít nha, nhưng nói chung á là 3 con này mình bắt rất là nhiều rồi. Nhưng mà mỗi tội là thiếu cái mũ các bạn. 3 con này mình thiếu cả 3 mũ luôn. Cho nên là mình thiếu mất 3 slot là do 3 con này không á. 3 con này á, thiệt tình mình bắt hoài không lên mũ luôn. Để coi thứ lần này nó có lên mũ không. Cái con liền, con cổ xanh lưỡi xanh đúng không? Mày hả bưởi, bữa giờ trốn này. Trời ơi vẫn không có mũ luôn kìa. Ui cái gì vậy? Chục con rồi. Mọi người có thấy cái mình đang thấy không mọi người? À có 200 tiền sao mà mày dốc hả mày? Có 200 tiền sao mà tao tưởng mày là ngon lắm luôn á. Tôi tưởng mày là mày nó mà nó sơn màu hồng lên thì có vẻ đã khác các bạn ha. Sơn màu hồng thì mọi chuyện đã khác rồi. Ui, ui bình tĩnh mọi người ơi, bình tĩnh mọi người ơi. Anh, ui anh cái gì em ơi, từ từ bình tĩnh em ơi. Anh ký em à. Rồi xong anh ký. Im lặng, xong anh ký. Anh hứa luôn, xong anh ký nha. Từ từ mọi người đợi tí nha. Mình thề là bữa giờ từ lúc thử thách từ đầu tháng tới cuối tháng luôn, bây giờ mình mới gặp nó luôn á. Do nhân phẩm của mình xui chứ không phải do mình không gặp nha mọi người. Do nhân phẩm mình đen á, nó đen nên mình mới gặp nó luôn á. Bắt bỏ trên cây thì mình cũng có làm vài video mình hướng dẫn các bạn rồi. 100% là dính chứ không hụt nha. Không bao giờ hụt được mọi người. Tại vì chủ yếu là các bạn canh cái khoảng cách thôi. Còn cái tầm vợt thì cái độ thẳng của vợt á thì dễ canh rồi. Chủ yếu là các bạn giữ khoảng cách ok. Wow, vẫn không có ấy luôn, vẫn không có mũ luôn mọi người. Mình vẫn thiếu mũ con này luôn nè. Tất thiệt luôn chứ hay rồi. Rồi từ từ để mình ký tường bạn này nha mọi người. Trời ơi hay rồi. Ôi không có gì, không có gì. Rồi ký tường luôn. Nói chung thì cũng ngon các bạn. Con này thì cũng thuộc dạng là hiếm luôn á. Nhưng mà nó không có mũ thì mình cũng không được vui mấy các bạn ơi. Thà có mũ đi cho rồi. Không có mũ mình tiếc quá. Quá tiếc luôn á mọi người. Tiếc quá trời tiếc luôn. Wow, Nhã viết cho mọi người nha. Ui à. Ui. Còn 1 phút nữa hết giờ. Còn 1 phút nữa hết giờ. Còn 1 phút nữa hết giờ. 30 còn 40 giây đó các bạn ơi. Sắp 3 giờ nó rồi. May yeah. Nói gì đi các bạn. Nói cái gì đi. Hãy hô tên của mình lên. Ông Thịnh Cụ Bắp lên mọi người ơi. Ông Thịnh Cụ Bắp. Ta da, ông Thịnh Cụ Bắp. Trời mày hả bưởi. Mình canh giờ rồi. Còn đúng 1 phút nữa là nó đi nha. Còn đúng 1 phút mình hứa luôn. Còn đúng 1 phút là cái con này nó đi luôn. Quá hên luôn. Một là các bạn gặp ban ngày, hai là gặp ban đêm. Nói chung là quá giờ là nó chạy mọi người. À hên quá, hên quá. Rồi thôi nhả phía cho những bạn nào mà chưa có con én ương hoàng tử nha. Chứ mình thì mình có nhiều quá bạn. Mình có nhiều lắm. cái gì vậy? Ui, tiến thoái lưỡng nam luôn á. Một con nè, một con nè, rồi một con nữa nè. Ui, khó thế nhờ. Từ từ, để mình chọn cái con ngon nhất mình bắt đi. Đúng rồi mọi người, mình bắt thì mình cũng phải biết lựa chứ. Mày hả bưởi? Ui, có mũ luôn kìa, 518 tiền sao. Rồi, từ từ nha. À, nó xuất hiện lại kìa mọi người thấy không? Mày hả bưởi? Hai con này thì kiểu giống như nó chị em hay anh em gì với nhau á. Nó hay xuất hiện chung với nhau lắm. Chắc là anh em ruột với nhau rồi. Không biết con nào đực, con nào cái nữa. Theo các bạn thì hai con này thì con nào đực, con nào cái mọi người. Chứ mình thì mình không rõ nha. Mình thấy hai tụi nó hay đi chung á mọi người. Thường đi chung với nhau thì chỉ có thể là cặp thôi. Couple các bạn, couple. Mày hả couple? Mày. Con kia thì không bán chứ con này mình bán nha. Phân biệt các bạn. Thịnh hơi phân biệt nhưng mà Thịnh rất là thương động vật nha. Không, nhưng mà con này mình phải bán chứ. Con này để chặt ba lô lắm. Con này nó nhiều mà. Mày hả bưởi? Ui, có mũ luôn. À, nó có mũ luôn kìa. Khó xử thì cái chó. Nó có mũ luôn mọi người ơi. Thôi để nha, bữa sau mình làm mình bán cho nó nhiều tiện, đúng không? Có mũ thì ưu ái cho nó một tí. Đã, hơi phân biệt, hơi phân biệt. Mọi người ơi. Ui. Mày chắc chắn là cái con hồi nãy mình làm sảy luôn. Chắc chắn là nó luôn. Mày hả con bỏ tím? Thôi xong mày rồi. Mày gặp Thịnh thì không đời nào mà nó thoát được mình. Không có đời nào mà nó thoát được mình. À, không có mũ nha. Không, nói chung con này thì nhiều các bạn, nhiều chứ không ít đâu. Bữa nay mình thấy nó xuất hiện lại rồi á, rất là nhiều luôn. Từ từ để mình ký tường cho mấy bạn nha. Thật sự là con này bữa nay mình thấy nó xuất hiện. Chào em nhá. Ok, rồi xong nha. Wow, quá phê, quá phê. Nhã vía cho mấy bạn mà mới chơi game không có cái con yêu tinh này á, thì các bạn cứ chạy map, đổ map liên tục nha. Làm giống như cách của mình hay làm á, mình đổi liên tục luôn. Đổi không ngừng nghỉ luôn là sẽ có bỏ tím thôi. Ui, phải nói không ta? Cũng hên là ngày hôm nay làm thử thách bắt bọ mà cũng xuất hiện được cái con này, thì nó cũng gọi là trọn vẹn mùa xuân. Mày, xong với mình rồi. Nhưng mà bữa giờ mình không có gặp cái con Herula nhờ. Trúng con nào đây? Tại vì có hai con nha, mình canh cho nó chuẩn tí. Silomatus cho mọi người. Yeah. Không, mấy con này thì mình không bán đâu. Mấy con này thì mình để mình làm cái video á mọi người, xong rồi mình tổng hợp lại. Ui, một mảnh đất hai con bọ. Một mảnh đất hai con ếch chứ. Hồi nãy mới vừa bắt xong con ếch yêu tình ngay chỗ này luôn. Thì cái con mắt lồi này nó phải xuất hiện đây nữa. Vãi cái đạn thì cái em ơi. Nó quá là hên rồi. Hôm nay sao mình hên quá. Hôm nay sao mà hên thế. Không biết nữa. Hôm nay đúng là một ngày ít hiếm rồi ạ. Ủa sao con này nó di chuyển dữ vậy ta? Mày trốn đi hả bụi? Ui à, trời ơi, mắc ngạn luôn á. Có mũ. Yeah, có mũ mọi người ơi. Vip mọi người ơi. Rồi, có mũ nha. Nhả vía cho những bạn nào bắt cái con Golilak này mà bữa giờ mắc lồ này, bữa giờ mà không có mũ. Nhả vía cho mấy là có mũ hết nha. Rồi, bạn nào mà xem tới đây thì đừng quên, đừng ngại gì mà cho mình một like nha mọi người ha. Cho mình một like, một đăng ký kênh này mọi người. Tại sự là mình quá may mắn, quá hên luôn. Rồi, có phải nó không ta? Đó, mọi người thấy không? Nói chung nó cũng khó mọi người, tại vì nhiều lúc trời tối quá. Nó đấy mọi người. Con bướm á. Đúng rồi, tại vì nó nhảy xa mà. Cái màu của nó thì nó sẽ hơi nâu một tí nha. Hơi nâu, nó màu nâu luôn chứ hơi gì, nó màu nâu luôn á. Cái đít của nó nhỏng lên trời á. Con này cái đít của nó chu lên trời mọi người, nhìn dễ nhìn lắm. Mày hả bưởi? Đó, một em bướm lá nữa nè. Hôm nay quá hên luôn mọi người ơi. Trời ơi, hôm nay chắc phải ăn mừng cái gì đó mọi người, chứ hôm nay hên quá mà sao chịu nổi. Quá hên luôn. Bắt ếch đúng đỉnh luôn á. Ui, đừng có nói. À, mọi người ơi, đầu video á thì mình đã bắt được một con rồi. Cũng ngay chỗ này luôn. Đầu clip nha, mình bắt được một con ngay chỗ này luôn. Nhưng mà không có mũ. Mình vẫn tức cái vụ mà không có mũ. Riêng cái con này mình rất là tức nó luôn. Đừng có lấy xe hay đi gần gì nha Vũ ơi. Cứ đứng im để anh bắt cái con này đó. Kệ đấy mọi người, nó quay đầu kệ nó tới gần mình hay bắt nha, đừng có vội quá, đừng có hấp quá tấp mọi người, mình cứ canh thời gian thôi. Nè, mày hả bưởi, còn thời gian. Ui, rồi, chính thức có mũ con thầy mà. Tổng cộng hôm bữa giờ chắc cũng phải gần chục con thường rồi đấy. Mà bây giờ nó mới thấy mũ nha. Quá phê. Quá phê. Rồi, chính thức có mũ nha mọi người. Nhả vía mũ cho những bạn nào đang săn mũ con này nha. Wow ạ. Cũng bình thường thôi. Có mũ rồi. Yeah. Nói chung thì mình cũng đang săn cái bộ sưu tập đó mọi người. Nên có mũ mình rất là vui luôn. Nói chung là vui mọi người. Ráng cho nó full cái bộ sưu tập luôn. Trừ con cua dừa ra thì cho nó full hết nha mọi người. Cái gì chứ cái con cua dừa là cái con mà mình cảm giác là bữa giờ thì mình cũng xuyên đó mọi người. Nói chung mình bữa giờ mình cũng xuyên, mình chết bên khu nghỉ dưỡng á. Nhưng mà mình không thấy cái chân con cua luôn. Hy vọng là một ngày mình sẽ bắt được con cua dừa. Mọi người biết lý do tại sao mà mình hay bắt mấy con này, đặc biệt là con ít cây mắt đỏ không? Mình đố các bạn luôn á, mình bắt tới bây giờ mấy chục con rồi. Nhưng mà mình bị thiếu mũ mọi người. Mình mới chết lại cái bách khoa toàn thư của mình. Thì mày hả Bưởi? Ui, cũng không có mũ luôn. Mình vẫn chưa có mũ con này luôn. Đen thiệt. À trời ơi, trời ơi. Cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi. Cứu tôi đi là cứu tôi đi, cứu tôi đi. Mình đố các bạn mà gặp được cái con bọ kẹp kìm vàng này mà nhiều như mình á. Hôm qua kia, hôm kia giờ mình gặp được 2 con rồi. Quá xa đã luôn. Quá xa đã vào sáng nay luôn. Những bạn nào mà xem YouTube của mình dạo gần đây chắc phê lắm các bạn. Ngày nào cũng thấy mình bắt bọ cá xịn không à. Xem chắc ghiền luôn quá. Mình còn ghiền nữa mà. Mình làm thử thách hoài cái mình mê luôn. Ủa không có mũ kìa. Thôi không sao các bạn cũng được. Thôi nhả vía cho những bạn nào mà không bắt được con bọ kẹp vàng nha. Nhả vía, nhả vía. Nói chung thì mình bắt lúc nào mình cũng nhả vía cho mọi người hết. Chỉ hy vọng là các bạn cũng sẽ bắt được nhiều như mình thôi. Cái này là mình bắt chứ mình không có hack nha mọi người. Nhiều bạn cứ bảo là anh Thịnh hack đúng không? Thôi xong luôn á. Chịu luôn á. Nhớ like cho tôi nha. Mỗi con bọ tím là một nút like, một nút đăng ký kênh nha mọi người. Nhớ nha. À, con cụ bắp này hết hồn. Nhìn tưởng con mắc lồi không á. Mày có 200 tiền sao mà cũng bà đặt nữa. Ở cái con này có 200 tiền sao mà tự ái hả? Nói tới cái tự ái chạy luôn kìa. Mày tự ái đi con. 203 tiền sao. Nói vậy thôi mà nó tự ái nó nhảy luôn kìa mọi người. Tiếc quá, tiếc quá. Bây giờ mà có con yêu tinh hay là hoàng tử hay là con gôi lắc thì tuyệt cú mèo. Ui, tuyệt cứu mèo, tuyệt cứu mèo, tuyệt cứu mèo, tuyệt cứu mèo. Mèo béo không thích ăn gầu, mèo béo không thích ăn gầu. Wow. Tuyệt cứu mèo luôn, vừa nói xong luôn, tuyệt cứu mèo luôn. Tuyệt cứu mèo là tuyệt cứu mèo. Ê. Con này, mọi người ơi biết gì không? Con này giống mèo béo này. Mèo béo không thích ăn gầu. Mày hả Bưởi? Mày giống mèo béo này. Mày giống con mèo béo này. Mày hả Bưởi? Ui, 523 tiền sao kìa. Ngon. Bữa sau mình làm video mình tổng hợp mình bán một lúc những cái con này cho các bạn coi luôn. Nhớ like cho tôi nha. Một con bọ tí là một like. Mọi người hứa đi mọi người. Mọi người hứa đi. Hứa nhiều vào. Cứ một con bọ tím là cho mình một like nha. Quá phê là mọi người ơi. Sao mà hôm nay sao nó hên vậy trời. Bắt trong vào một tí thôi mà nó quá trời bọ luôn. Cái tưởng nó mình hack không á. Thiệt luôn á trời. Giỡn hoài vậy ní. Tưởng hack không á ní ơi. À, ôi. Thôi cũng được. 200 tiền sao. Cũng không nỡ lòng nào mà bỏ nó mọi người. Chẳng lẽ bây giờ mình gặp nó mà mình khinh thường, mình không cho nó lên tivi. Mọi người thấy như vậy có được không mọi người? Chẳng lẽ mình gặp nó mình bắt mà mình không cho nó lên tivi, nó bảo mình khinh thường nó, đâu có được. Thôi cho nó lên tivi luôn. Mày hả con ếch tiêu độc xanh nè. Mọi người có thấy cái mình đang thấy không mọi người? Nói chung cũng không phải là hiếm đâu. Con này không phải là hiếm gì. Nhưng mà tôi chưa có mũ anh em ơi. Mình có mũ chưa ta? Mình không nhớ nữa. Mình quên mất rồi. Mình không nhớ mình có mũ hay chưa nữa. Chắc là mình chưa có mũ mọi người ơi. Chắc là mình chưa có mũ. Mày hả Bưởi? Ui lại cũng không có mũ luôn kìa. Sao mà mình đen dữ gì ta. Wow, chắc là mình xin phép mình dừng nha các bạn. Tại vì cái thử thách ngày hôm nay của mình á, mình bắt quá nhiều luôn. Ui, mình bắt quá trời bọ tím luôn anh em ơi. Trời đất ơi. Đây rồi, mình sẽ show ba lô cho các bạn coi. Tổng cộng là mình bắt được bao nhiêu con trong cái hành trình ngày hôm nay nha. À, từ từ. Để mình quan sát xem thử là có được cái con yêu tinh hay là gorilla hay là con hoàng tử gì vào buổi tối không nha. Nói chung vào buổi tối ở đây thì nó cũng rất là nhiều bỏ hiếm nha mọi người, nên là các bạn cũng phải check kỹ đấy, check thật là kỹ vào. Rồi đây chắc là không có đâu. Một gạo thì mình kiếm hoài cũng không thấy các bạn. Một phần thì nó nhỏ, thứ hai là nó cũng hiếm nữa. Rồi ba lô của tôi. Wow. Wow. Cái này mình nói thật với các bạn luôn, nếu như á mà nhiều bạn á, mà không xem video của mình á, mà nhìn cái tấm ảnh này á, thì mình nghĩ chắc là các bạn bảo hack rồi. Chắc ông này ông hack thôi, chứ làm gì mà ông bắt trong vòng 1 tiếng mà ông bắt cỡ đó, đúng không mọi người? Chắc chắn luôn, nếu như mà không làm gì thì nếu như các bạn mà không xem video của mình chắc bảo hack rồi. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chưa kể là mình được cái con ép vàng banana này nữa đúng không ta? 8 này. Rồi mình hụt một cái con gì ta? Mình hụt một cái con ép yêu tinh, nhưng mà nó hết giờ nữa. Thì tổng cộng là mình được 9 con nha các bạn. Uầy. Trời đất ơi, trời đất ơi. Đây bữa giờ của mình đây các bạn ơi. Quá ghê gớm mọi người ơi, quá ghê gớm cho ngày hôm nay luôn. Hôm nay thì được một cái là mình có con bướm Tây Ma Vương Miện nè, cho nên là mình cũng đang tiến gần với cái mục tiêu là full cái bách khoa toàn thư những con bọ hiếm nha mọi người. Cố lên các bạn ơi.